Khoảng 3 năm nay, khi nhiều bạn trẻ dành thời gian buổi tối để tụ tập bạn bè, thì Nguyễn Trần Phúc đã dành thời gian vàng từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày để rong ruổi trên các tuyến đường thường bị rải trinh, hút các vật sắc nhọn bằng kim loại trên mặt đường, giúp người dân lưu thông an toàn và tích cực trong các hoạt động ứng cứu tai nạn giao thông của đội thanh niên tình nguyện thị trấn Tân Hiệp. Phúc là đội viên nhỏ tuổi nhất và là đội phó năng nổ nhiệt tình trong các thiện nguyện mang tính nhân văn sâu sắc này. Khi mà tụi em nhận được những cuộc gọi ở xa thì tụi em sẽ hướng dẫn người dân ở đó đặt những cái nạn nhân ở vị trí như thế nào. Thì trong khi chờ tụi em lên thì tụi em cũng cố gắng tranh thủ hết thời gian để lên ứng cứu người khác đi kịp thời trong bệnh viện. Những ngày mưa gió thì rất hơi cực cho anh em tụi em một xíu, đó là tụi em phải bận áo mưa. Thì nói chung là tụi em sẽ đem lên xe nhanh nhất để tránh những trường hợp bị ướt quá nhiều. Người dân nhờ đến đội mình thì mình không có việc gì mà mình phải từ chối những cái lời của người dân. Tại vì người ta là tai nạn là không may rồi. Dù nặng hay nhẹ tụi em đều lên hiện trường để xem những người dân như thế nào. Thì tụi em sẽ đưa đi bệnh viện. Bạn Phúc tham gia rất là tích cực các hoạt động hỗ trợ cho người bị nạn. Trên đường hàng đêm thì bạn Phúc tham gia trực rất tốt, rất nhiệt tình. Bên cạnh đó thì bạn Phúc về những kỹ năng sơ cứu thì bạn Phúc cũng khá tốt. Từ đó thì giúp cho những người bị nạn giảm thiểu những cái thiệt hại. Ngoài ra thì đối với gia đình thì Phúc cũng thường xuyên phụ giúp gia đình phát triển kinh tế và tham gia tốt các hoạt động đoàn hội đội ở địa phương. Ở gia đình, Phúc là người con hiếu thảo, biết phụ gia đình trong việc chăn nuôi, làm vườn, phát triển kinh tế gia đình. Đến 17 giờ hàng ngày, Phúc gác lại công việc cá nhân, khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, có mặt tại trụ sở ấp cá, thị trấn Tân Hiệp, để cùng các anh chị trong đội chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết khi được người dân báo tin có tai nạn giao thông. Dù trời mưa tầm tã hay tận các xã vùng ven, vùng xa của huyện, thì Phúc và các thành viên trong đội cũng sẵn sàng lên đường đi ứng cứu, nhằm đưa người bị nạn cấp cứu kịp thời. Với những đóng góp cho cộng đồng, anh Phúc đã vinh dự nhận danh hiệu thanh niên tiêu biểu năm 2021 do thị trấn Tân Hiệp công nhận. Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Hiệp tặng giấy khen vì tham gia tích cực các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu niên tại thị trấn năm 2021.